S-O-U-L S-E-N-D-O-H. Chỉ là một chút tâm sự trong anh thôi. Lỡ yêu phải chấp nhận vậy rồi. Thử thách đó, chỉ có chiến thắng hoặc thua cuộc. Đừng bỡ ngỡ với tình cảm. Hiểu không? Nếu như nắng là lúc ánh sáng tràn ngập cả bầu trời, thì đối với anh từ khi xa em, nắng không còn gì để chờ đợi. Đợi cơn mưa dù buồn nhưng có thể xoa dịu cho tim anh, thì nắng ấm anh không chịu được vì chỉ một mình. Phải tìm lạnh chứ. Đôi chân cô đơn giữa biển người ai cũng nặng lòng vì nỗi lo. Thấp thoáng những cặp đôi hạnh phúc, những người anh muốn được đổi chỗ. Chỉ vì khoảng cách không kề bên em đã tìm vui từ người khác. Anh không muốn nhắc vì dù sao đây, anh có gì khác ngoài lời nhạc. Nói em nghe nè, anh có thể chẳng bằng được ai, nhưng không ai cần em hơn anh. Có lẽ em biết nhưng mà mình còn quá trẻ để biến yêu thương thành sức mạnh, đúng không? Khoảng cách đôi khi chỉ là địa lý, nhưng thời gian thì chẳng đợi ai. Tình yêu này có mấy khi anh muốn níu lắm mà em chẳng ở lại. Thì thôi, viết nên đôi dòng đơn giản chỉ là tâm sự với khoảng không. Nản lòng thì anh thua, anh không thể ở đó nắm tay em không. Không đâu, anh muốn được yêu như bao người, dù có là xa nhau cách mấy. Chỉ cần em vững lòng ở anh sẽ về lại nơi ấy. Nơi hơi ấm còn đông lại ngày chia tay. Chiếc ấm cuối cùng và duy nhất em vẫn còn giữ ở ngay đây, trong tim anh nè. Anh cũng không biết được là em còn nhớ không. Hôm đó dù rằng mưa rơi ướt át, nhưng nó thật thơ mộng. Đợi chờ trông ngóng hiển nhiên rồi, điều đó chẳng ai muốn. Cũng giống như em, ta xa nhau là do số phận, thì đâu riêng ai buồn, cả hai cần phải cố lên. Như chúng mình đã từng nói ha, khó khăn chỉ mới bắt đầu, một chút lung lay có thể tất cả sẽ kết thúc. Đừng mừng vội, sẽ không êm đềm như những chuyện tình được người ví von. Gió và mây vừa gần đó thôi, thoáng trong đã xa, có khác chăng lá và cây. Còn nữa, mọi thứ như cổ tích, một bộ phim lãng mạn trên màn ảnh. Còn anh chưa dám tin sự thật, khi bên em nhịp tim đập càng nhanh và cô đơn lắm. Nước mắt không còn giúp anh được, thời gian vẫn đong đếm, nhưng mà không hề níu lại dù chỉ một giây. Ngày mà anh bước, cánh cửa sẽ đóng sớm hay muộn thôi. Có lẽ vòng tay ôm lấy anh là bất đắc dĩ khi em buồn rồi. Anh không thể đưa mắt dõi theo em, quan tâm hay làm tròn vai. Nếu không đủ sức trên đoạn đường dài thì cứ nói đi, bên em còn ai. Anh sẽ sẵn sàng từ bỏ cho em về với ánh nắng kia. Nên thẳng thắn đi, vì cái nơi chứa hai từ hạnh phúc trong em á đang trống vắng kìa. Khoảng cách xa nhất không thực sự là nửa vòng trái đất, mà có lẽ là khi anh chưa thể đi, nhưng em vẫn bước tiếp. Đừng bắt anh ảo tưởng nữa nha.